Tấm Cúc xin thân ái mến chào toàn thể quý cô chú bác anh chị em cùng các bạn. Đến với cái chương trình hôm nay, Tấm Cúc muốn gửi đến quý vị một cái mẫu chuyện này khá là đặc biệt. Thường thường em kể chuyện là hài là ra hài, còn bi là ra bi. Còn những cái tình huống mà nó truyền cảm hứng đến mọi người á thì nó cũng rõ ràng lắm. Nhưng hôm nay Tấm Cúc muốn kể cho quý vị một cái mẫu chuyện này, nó pha từ chuyện mà bi sang chuyện hài, giống như chuyện đắng lòng sang chuyện tiếu lâm. Thì mong quý vị nghe cái mẫu chuyện này là nó cũng y như cái này, là cái câu chuyện này nó liên kết với nhau từ nước ngoài sang nước Việt. Xuyên Việt, cười xuyên Việt đó quý vị. Thì hôm nay Tấm Cúc muốn gửi đến quý vị một cái tình huống này nha quý vị. Trước khi vào mẫu chuyện, mong quý vị cổ vũ cho Tấm Cúc bằng một like thích lên nha. Em xin đa tạ rất là nhiều. Nếu yêu nữa thì nhớ chia sẻ cho bà con biết tới Tấm Cúc nhiều hơn nha quý vị. Và bây giờ cái mẫu chuyện như thế này, thì có hai vợ chồng của cái anh người ở Việt Nam này. Đó là vợ chồng rồi, bây giờ là đang là chuẩn bị là đi sang Mỹ để mà định cư, đoàn tụ cùng với gia đình hay gì đó. Đó thì hai vợ chồng là bắt đầu cũng chân ướt chân ráo mới đi qua, mà cái cô vợ thì nó lại nhà quê lắm. Nhà quê hơn bà Tấm Cúc nữa. Đó, nó mình dằn dữ lắm. Ha, thì khi mà đi qua đó thì ông chồng này ổng cái kiểu mà đẹp trai á, ở Việt Nam nhưng mà cái kiểu mà được như luyện tập hay sao đó, mà ta nói rằng những cái múi nè. Trời ơi, muối cuồn cuộn luôn vậy đó, nhìn thấy mê vậy đó. Ha, xong hai vợ chồng mới qua nước ngoài để mà định cư sang Mỹ. Thì như vậy biết mà đi sang Mỹ mà mới có đầu hôm sớm mai chân ướt chân ráo thì cũng tiết kiệm, cho nên thay vì thuê nhà hay mua nhà thì không nổi, còn thuê thì thuê, mà nếu mà mới đi qua mà thuê của cái người mà Mỹ á thì người ta nói tiếng Mỹ thì mình có biết khỉ mốc gì đâu, biết ba hút ba nhát thì nói cũng có được đâu. Thôi thì để kiếm nhà nào của người Việt. Người Mỹ mà gốc Việt có nghĩa là người Việt Nam đó, thì vô xin xe phòng, xin thuê để mà ở chung, để mà tiện, để mà giống như giao tiếp hay gì đó thì nó rất là tiện. Thì hai vợ chồng mới tìm, cuối cùng tìm được cái nhà của người Việt Nam, hai vợ chồng của người Việt Nam mà có nhà riêng bên đó đặng cho thuê phòng. Hai chồng mừng quá, đi vô thấy hai chồng của anh kia, mà nó khổ nổi hai vợ chồng của cái ông bên Mỹ này á là cũng là người Việt nhưng mà bên đó khá lắm, giàu lắm, ông chồng đi làm suốt rồi, mà mỗi tội ông chồng không biết ông làm cái kiểu gì mà bây giờ ông yếu sinh lý lắm. Ông làm việc như thế nào mà cái sinh lý ông nó yếu xìu, còn bà vợ tao nói ngăn nó phơi phới. Trời ơi là trời, cái thứ nó giàu nó đẹp, mẹ ơi nó đẹp hết có biết rồi, thêm ở bên nước Mỹ nữa nó trắng. Cái được cưng nó trắng. Hả? Thì khi cái anh người Việt Nam hai chồng qua thuê phòng ở đó, thì khi thuê thêm ở đó thì lúc này là hai vợ chồng nhìn vô thì con vợ của anh ở bên Việt Nam này qua sao mà nó quê quá, nó nhà quê quá, mà cái anh Việt Nam ảnh nhìn cái cô chủ này nè thì lại trẻ măng nè, hai vợ chồng mới có chừng ba mấy bốn chục tuổi à, cho nên nó trẻ dữ lắm, hai chồng bên Mỹ á. Thì cuối cùng là hai chồng quyết định vô đó thuê xe phòng, thì cái anh người Việt Nam này nè ảnh nhìn cái cô vợ của bên Mỹ khoái quá, trong khi nhìn lại con vợ mình trời ơi là trời, lúa không ra lúa mà nếp không ra nếp, những thứ nữa hột khó chịu chết bà đó. Bây giờ làm sao, nhìn bà kia thì nó nói nó mất gượt, còn cái bà chủ nhà này á thì nó còn đạn trường hơn nữa. Bà nói ông chồng mình cứ sinh lý của ông nó cứ lên 6 giờ 8 9 giờ nó trở lại 6 giờ chiều đời sao nổi, trong khi nhìn cái hai chồng nó mới vô này nè, cái thằng chồng này nó trời trời nó lực lưỡng nó sáu múi không cho nó ăn múi nó cuồn cuộn hả, mỗi lần mà nó đi ra ngoài hả, nó đi ngang cái bà nhìn bà thấy bà khoái hết biết, nó cao lớn ngon lành ăn đó. Thì bà cũng để ý, hai người cũng 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 để ý, nhưng mà đâu có gì đâu, chủ người chủ còn người thuê phòng thì làm sao được đó. Cuối cùng là hai ông bà bắt đầu biết chuyện không quý vị, đến một ngày đó để ý chận chận với nhau rồi, tới một bữa nọ ông chồng của cái cô này đi làm, còn trong khi cô ở nhà ngủ ban đêm mắc cái gì á mà không có chịu mà mặc đồ ở bên Mỹ, cái bà này nè đi ngủ láng bóng chồng chổng gì đó, không có mặc cái gì chân nằm đó, mà lại là cái kiểu mà cái cửa mà hí hí nữa, cái kiểu mà bà nghĩ là vợ chồng của cái thằng khách nó thuê á thì nó ở bên phòng nó chứ nó đâu có đi qua bên đây làm gì, nó đâu có xuống dưới đây làm gì hay là gì đó, thì bà vô tư bà nằm đó bà ngủ bà phè đó vậy đó. Đó chồng chưa đi làm về, chồng thì thường thường đi làm tới gần sáng mới về quý vị, chứ không có về khuya, gần sáng mới về không à, 4 5 giờ sáng gì đó mới về. Thì khi cô này á cổ ở đó nằm ở đó vậy, cái anh này nửa đêm đi qua
cái cô vợ của anh này thì cũng đi làm ngay cái cô vợ bên Việt Nam này mà hai lúa đó, đi qua là người ta kiếm đường, người ta đi bưng phở hay là người ta đi làm nail làm cái gì đó mà người ta phụ á, ban ngày không được thì cũng vẫn đêm gán kiếm tiền, mà phụ nữ mà quá trời, phụ nữ Việt Nam quá trời kiếm tiền. Thì cái anh này tối anh ở nhà, anh đi xuống dưới vô tình anh uống nước, anh đi qua anh uống nước xong cái anh mới đi lại, anh đi về phòng. Thì khi anh đi ngang phòng của cái bà chủ này nè, ông thấy đèn còn mở, kiểu như bà không biết bà đi làm giống gì mà bà về bà mệt rồi bà phè ra bà ngủ mà bà quên tắt đèn mà bà cũng vậy. Thì anh này anh đi ngang anh thấy, trời ơi hôm nay mình me cái bà chủ này nè, mình thấy bà mình khoái chết. Bữa nay đi ngang thấy mở đèn lại hé hé dòm dòm thấy bà, trời trời không có mặc đồ gì chân quý vị ơi, trời trời trúng ý luôn rồi, trời trời tướng nó đẹp nó trắng nõn hăng, bà nằm quay vô trong tao nói hai cái mông nó như cái thúng vậy đó. Rồi bắt đầu hả, nó khoái rồi, cái thằng này nó đi vô nó chịu hết nổi về, vợ không có nhà mà nó biết ông chủ cũng không có nhà, mà cái cô chủ này là mình thích, hôm nay mình nhìn bả mình thích quá, mới có ba mấy tuổi chứ nhiêu, khoái quá rồi. Bây giờ sao bước vô, thế là anh chàng bước vô, bước vô đi gần gần lại đứng nhìn bả, ngắm bả, mới đầu ngắm thôi chứ cũng chưa có dám sờ mó gì đâu nha, cũng cũng e ngại lắm, ngắm thôi. Ngắm một hồi bắt đầu hết chịu nổi rồi, cột cờ nó dựng đồ lên hết rồi nó dựng cột bồm đồ lên luôn rồi, không chịu hết nổi. Thế là anh mới đi lại lại chỗ ổ điện, thò tay lên tắt điện một cái bụp, tắt điện xong chạy lại đen thui thùi lùi phóng lên ôm bả, ôm bả đặng mà làm chuyện đó. Trời ơi là trời, dùng cái thứ mà nó bự con nó lực lưỡng nó, rồi thêm cái bà vợ này nó bả cái kiểu mà chồng cũng là yếu đó, rồi hôm nay bả cũng nghĩ là chồng bả mà sao hôm nay làm quá trời khoái, tắt đèn bả cũng không để ý gì chơi, thì nó tắt đèn nó lên nó làm, trời ơi là trời, làm cách tiếng đồng hồ mà nó mằn bả, mà bả khoái quá cho nên bả ôm nó bả siết bả gịch lại, bả càng gịch thì nó càng sung, phải không quý vị, càng gịch là càng sung đúng không, em không biết nên em hỏi đó. Thì nó gịch nó đã gịch nó vô nó sung nó mằn quá trời cả tiếng đồng hồ. Khi nó mằn xong rồi nó mệt quá nó ngã ra, nó tính nằm nghỉ nhưng mà nó nhớ trực lại là cái ông chủ nhà ông chuẩn bị về, ông chuẩn bị về, ông về là bể bể bài hết cho nên là nó phải đi về phòng nó đó. Thì nó đi ra nó chạy về phòng nó, nó chạy về phòng nó thì bắt đầu là chút xíu nữa là cũng gần sáng rồi, cũng tầm 4 giờ 4 giờ mấy rồi, tí xíu ông chủ ông đi về, chồng bà đi về. Thì khi bà đi, ông đi về ông lái xe vô cái bắt đầu ông đi vô nhà ông thấy bà cũng nằm đó không có mặc đồ chứ, mà gần sáng nữa thấy vợ ông khoái, thấy vợ nằm mơn mởn thấy thương quá, chạy lại phóng lên giường cũng ôm bà, ôm bà vuốt ve ban hồi cái đòi làm chuyện đó, cái bà ở nó nói ai làm gì mà làm, mới làm xong bây giờ làm nữa rồi. Ông nói cái gì mới làm, nó anh mới làm xong mà giờ anh làm nữa rồi. Ôi, mà anh ơi sao bữa nay anh khỏe dữ vậy, trời ơi lần đầu tiên em mới thấy anh làm khỏe gì luôn, cái ông là ai làm khỏe, anh với ai nãy giờ anh làm em, cái ông mới chạy lại ai làm, tình nhân cô làm hay ai làm mà nãy giờ tôi đi làm tôi mới về tôi có nhà đâu mà tôi làm cô nãy giờ. Cái bà giật mình bà ngồi với bà nói ôi trời trời nãy giờ anh về anh làm em mà, ông là ai làm, bà nói trời ơi em đâu biết đâu có người mới làm em vừa rồi nè. Ông nói rồi 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 rồi, bắt đầu ông suy nghĩ, ông suy nghĩ cái ông nói không lẽ cái thằng nó thuê nhà mình đây ta, bắt đầu hả hết biết rồi, bắt đầu nóng lên, ông chồng này nóng nóng quá trời nóng hết biết, chạy đi báo công an, chạy đi báo cảnh sát, gọi cho cảnh sát tới. Thì cảnh sát tới mới là coi vòng 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 thì vô tình thấy được cái chiếc dép của cái ông cố nội bên kia ông để lộn, ông chạy về sao mà ông còn sót lại một chiếc ở đây đó, ông chạy về ông còn sót lại một chiếc ở đây. Thì bắt đầu là cảnh sát người ta mới biết nói cái ông chồng với cảnh sát cầm chiếc dép thì đi qua bên phòng nó kiếm, thì đi qua bển nó bển có một chiếc nữa đưa vô là ăn khớp nguyên đôi, chết bà nó rồi. Cho nên là dính bắt nó thì bắt đầu đem nó về đằng đồn đằng cảnh sát, thì đem lại đó mẹ hỏi nó thì nó mới nói là nói nó tại sao mà cưỡng hiếp cái bà chủ này khi mà người ta đang ngủ gì mà cưỡng hiếp. Thì cái anh này anh mới nói là anh không có cưỡng hiếp, cái này là đồng tình chứ không có cưỡng hiếp. Cái thứ nhất là cô này cổ ngủ mà cổ khỏa thăng mà cổ không đóng cửa làm hiếu kỳ tôi, cái thứ hai là khi mà tôi vô tôi muốn ăn ái với cổ thì cổ lại là đồng tình với tôi, cổ ôm tôi cổ gịch tôi vô để cho tôi làm chứ cổ không có một cái chút nào chống cự hết, cho nên là gọi là đồng tình chứ không phải là tôi hãm hiếp cổ. Thì bên cái cảnh sát nói là bây giờ cái đó là giống như tội mà cưỡng hiếp á, là phải là một là ở tù còn hai là đóng phạt rất là nhiều đó. Thì cho nên anh ảnh mới cãi quyết liệt, anh không có cưỡng hiếp không gì chứ, cái này là đồng tình, ổng vô làm bả cũng hợp tác, bả còn làm còn dữ hơn, nó ôm gịch 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 ai ổng vô luôn cho nên ổng mới làm như vậy đó. Thì hai người đổ qua đổ lại hết trơn thì bắt đầu là tức quá. Lúc này thì cái cô vợ của anh chàng này nè, cô vợ mà người Việt Nam ổng chơi hai lúa nè, ta nói nghe khóc hết 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 ở ngoài.
là cứ như là chồng mình mới qua tới đây mà đã phản bội mình như thế này, khóc tức quá, tức tuổi khóc, trong khi cái ông chồng của cái bà vợ á, bà chủ á, tức còn hơn nữa, nói là giống như mình đi làm ở nhà, mình đi làm muốn chết luôn, nó ở nhà nó ở không, nó nằm nó phơi cái thằn của nó như vậy để cho người ta vô người ta ăn ở với nó không đóng cửa, nó quyến rũ, nó bật đèn để cho người ta vô người ta làm chuyện đó, bây giờ buồn quá. Thấy vậy cái ổng thấy cô kia cũng ngồi khóc hoài, ổng tội nghiệp quá. Ổng mới rủ cổ là giờ hai mình đi uống cà phê tâm sự để cho đỡ buồn đi. Chứ mấy đứa kia, hai đứa kia nó làm mình quá trời, cái hai người rủ nhau đi uống cà phê cho đỡ buồn. Thì khi mà đi ra đó uống cái bắt đầu tâm sự hồi, cái bắt đầu hai người bàn tới bàn lui, cái nói bây giờ thôi bây giờ mình trả thù bọn chúng đi. Bây giờ dữ lắm mày, nó dám làm chuyện đó với mình, bây giờ hai đứa mình trả thù. Thì cái cô này có nói trả thù, bây giờ trả thù thì trả thù bằng cách nào? Cái ông này ông nói hai đứa mình đi khách sạn làm chuyện đó để trả thù nó. Nó làm được thì bây giờ mình làm được. Bây giờ nó làm xong hết trơn, bây giờ là đưa ra kiểu như là khóa huề để con vợ nó cố tình nó cũng là hợp tác. Bây giờ biết sao, bây giờ hai đứa mình phải đi trả thù nó. Thế là cái cô vợ con này nè, nghe cũng có lý. Ngày mới qua tới đây mà bị nó phản bội, nó làm gì bây giờ trả thù. Thế là hai người dẫn đi khách sạn trả thù. Trả thù xong một lần rồi. Bắt đầu tức quá cái cô này có thấy không? Bây giờ một lần nó chưa có đủ đâu. Em muốn trả thù họ thêm một lần nữa. Trả thù phải là gấp đôi, chị cho nó hoài. Bây giờ quất thêm một phát nữa là gấp đôi. Thế là quất một phát nữa. Rồi từ đó về sau cứ thỉnh thoảng rảnh rảnh là hai người rủ nhau đi trả thù họ. Thế là cứ đi trả thù hoài hai đứa kiểu. Thì đây là một cái mẫu chuyện hài mà như Tấn Cúc kể từ đầu, là mới đầu mình thấy nó cái kiểu như nó bi bi á, tại sao mà nó đưa cho tình huống là chéo ngoe để mà lấy lộn xộn với nhau người ở với chủ, nhưng mà sao quay lại nói về trả thù là hai cô vợ kia với anh này là bắt đầu đưa vô cái tình huống là hài vậy đó. Quý vị thì Tấm Cúc xin cảm ơn quý vị nãy giờ đã ngồi lắng nghe cái mẫu chuyện hài hước của em. Cảm ơn quý vị, kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình Em Kể Chuyện ngày mai. Em xin chào tạm biệt quý vị.